Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta cũng đã biết đến cái vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Bà đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam về tội đó là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi bổ sung năm 2017. Đó. Bà bị tạm giam là từ ngày 24 tháng 3 năm 2022 đến hôm nay là 31 tháng 5. Như vậy là đã bị tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra là hơn 2 tháng rồi nghe các bạn. Những thông tin về vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng thì cũng chưa có cái thông tin nào mới nhất nghe các bạn, bởi đang còn trong công tác điều tra. Thì hôm nay trên báo Người Lao Động á, chỉ có một cái bài viết thì có tiêu đề đình chỉ vụ án bà Nguyễn Phương Hằng kiện ông Nguyễn Đức Hiển. Thì ở đây người ta chỉ có đề cập đến là vấn đề là kiện tụng về mặt dân sự thôi nghe các bạn. Và sau đây mình xin phép chia sẻ nội dung của bài báo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Đình chỉ vụ án bà Nguyễn Phương Hằng kiện ông Nguyễn Đức Hiển, số ra ngày 31 tháng 5 năm 2022. Bà Nguyễn Phương Hằng đang bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn, trong khi người ủy quyền của bà được tòa triệu tập nhưng lại không đến. Ngày 31 tháng 5, lãnh đạo Tòa án Nhân dân Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, tòa vừa ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý ngày 26 tháng 10 năm 2021 về việc tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, và ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Theo vị lãnh đạo này, bà Nguyễn Phương Hằng đang bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn, trong khi người ủy quyền không bị, nhưng khi tòa án triệu tập hợp lệ mà không tới thì tạm đình chỉ. Theo đó, người đại diện theo ý quyền của nguyên đơn là ông Hồ Nguyên Lễ đã được tòa án triệu tập hợp lệ vào ngày 22 tháng 12 năm 2021 để tham gia hòa giải. Ngày 16 tháng 5 năm 2022 để làm việc về nội dung yêu cầu khởi kiện, và ngày 26 tháng 5 năm 2022 để tham gia phiên họp về việc kiểm tra, việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Tuy nhiên, ông Hồ Nguyên Lễ xin hoãn phiên hòa giải vào ngày 22 tháng 12 năm 2021 và vắng mặt không có lý do vào các ngày 16 tháng 5 và ngày 26 tháng 5 năm 2022. Bị đơn là ông Nguyễn Đức Hiển không có yêu cầu phản tố trong vụ án. Từ đó, Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm. Về án phí dân sự sơ thẩm, tòa sẽ sung vào công quỹ nhà nước số tiền tạm ứng án phí 300.000 đồng mà bà Nguyễn Phương Hằng đã nộp. Cuối năm 2021, bà Phương Hằng kiện ông Đức Hiển tại Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một. Tại đây, bà Hằng đã yêu cầu tòa án buộc ông Nguyễn Đức Hiển xin lỗi và đang xin lỗi bà trên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời buộc ông Hiển yêu cầu Đài Tiếng Nói Việt Nam rút bài viết, không thể để bà Nguyễn Phương Hằng cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng. Tháng 3 năm 2022, bà Hằng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước,
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.